Hóa ra mối thủ hoàng gia giữa hoàng tử Harry và William bắt nguồn từ 27 năm trước. Hé lộ câu chuyện trong bữa tiệc cách đây 27 năm cho thấy mối thủ hoàng gia giữa hoàng tử Harry và William xuất phát từ hai chữ ghen tị. Hoàng tử Harry ngay từ nhỏ đã luôn muốn tỏa sáng trước sự nổi bật của anh trai William. Hoàng tử William và hoàng tử Harry vốn được biết đến là hai anh em thân thiết, gắn bó với nhau. Tuy nhiên, kể từ khi công tước xứ Sussex kết hôn với Meghan Markle, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi mối quan hệ giữa họ được cho là giãn nứt nghiêm trọng. Cả hai không còn chung lối đi, có hai văn phòng làm việc riêng rẽ, không hoạt động chung nhóm hay tổ chức từ thiện nào và ở hai nơi hoàn toàn cách xa nhau. Vợ chồng hoàng tử Harry, Meghan Markle được cho là muốn lựa chọn con đường riêng của mình với tham vọng trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới. Ít ai ngờ rằng, ngay từ khi còn nhỏ, hoàng tử Harry cũng bộc lộ tính cách muốn người khác chú ý đến mình trước sự tỏa sáng của anh trai William. Mới đây, Nhà bình luận hoàng gia Victoria Arbiter đã tiết lộ một kỷ niệm khó quên vào bữa tiệc Giáng sinh của công nương Diana vào năm 1992. Hé lộ câu chuyện trong bữa tiệc cách đây 27 năm cho thấy mối thủ hoàng gia giữa hoàng tử Harry và William xuất phát từ hai chữ ghen tị một. Hai hoàng tử nước Anh có tính cách hoàn toàn khác biệt nhau. Theo đó, ông Victoria Arbiter có cha là Dickie, làm người phát ngôn báo chí cho nữ hoàng Anh đến năm 2000. Victoria may mắn được tham gia góp mặt vào bữa tiệc Giáng sinh này. Kỷ niệm đáng nhớ nhất khi tôi chứng kiến sự khác nhau của hai hoàng tử đó là bữa tiệc giáng sinh do công nương Diana tổ chức tại cung điện Kensington. Bà ấy đứng cạnh chúng tôi và đã yêu cầu hoàng tử William đứng lên phát biểu. William lúc ấy mới 10 tuổi nhưng đã tự tin đứng trên bục và gửi lời cảm ơn tất cả các vị khách có mặt vào hôm đó. Diana rất tự hào về William và không ngừng tươi cười rạng rỡ. Trong khi đó, hoàng tử Harry ở ngay bên mẹ tìm cách kéo váy bà Diana để cố thu hút sự chú ý của mẹ và bà ấy đã nói với Harry rằng hãy giữ trật tự chỉ một chút thôi, Victoria kể lại. Hoàng tử William đã thu hút sự chú ý và nổi bật ngay từ khi còn nhỏ. Nhiều ý kiến cho rằng, hoàng tử Harry luôn ghen tị với anh trai của mình bởi William sẽ lên làm vua trong tương lai, được mọi người chú ý nhiều hơn. Trong khi đó, công tước xứ Sussex lại luôn muốn mình tỏa sáng giống như anh trai William. Chính vì vậy, thật dễ hiểu khi hoàng tử Harry quyết định chia tách hoàn toàn với anh trai để tập trung phát triển con đường riêng của mình kết hợp với tham vọng của Meghan Markle. Cả hai muốn trở thành những ngôi sao sáng nhất. Trước nghi vấn xích mích với em trai, William xuất hiện kín đáo tại lễ rửa tội của bé Archie cùng người phụ nữ bí mật, quan trọng đối với Harry. Vợ chồng hoàng tử Harry đã tổ chức lễ rửa tội cho con trai đầu lòng vào trưa ngày 6 tháng 7. Vào ngày 6 tháng 7, lễ rửa tội của bé Archie, con trai đầu lòng của vợ chồng công tước xứ Sussex đã diễn ra trong riêng tư với sự tham gia của 25 khách mời bao gồm các thành viên hoàng gia. Bất chấp những tin đồn xích mích, mâu thuẫn, hoàng tử William được nhìn thấy xuất hiện kín đáo, đeo kính đen và lái xe đưa vợ đi từ cổng sau của lâu đài Windsor để đến tham dự lễ rửa tội của cháu trai. Mặc dù có thông báo chính thức về việc buổi lễ sẽ diễn ra trong kín đáo, nhưng hàng trăm người hâm mộ vẫn đứng tập trung xung quanh lâu đài Windsor trước khi lễ rửa tội cho bé Archie được diễn ra. Nhiều người cho hay họ cảm thấy thất vọng và khó chịu với quyết định giữ kín bé Archie của vợ chồng hoàng tử Harry, Meghan Markle. Đặc biệt trong buổi lễ này còn có sự xuất hiện của bà Ticky L.E.G.G.E. -E Bốc. Đây là người phụ nữ đã được thái tử Charles thuê vào năm 1993 để chăm sóc hai người con trai sau khi ông ly thân với công nương Diana. Bà Ticky từng là cựu giáo viên mẫu giáo có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với hoàng tử Harry. Nhiều người cho rằng công tước xứ Sussex coi bà là người mẹ thứ hai của mình. Được biết, buổi lễ được diễn ra vào đúng 12 giờ trưa, theo giờ địa phương, thông tin về cha mẹ đỡ đầu cho bé Archie cũng hoàn toàn được giữ kín. Cặp đôi hoàng gia sẽ sớm công bố những hình ảnh chính thức sau khi buổi lễ kết thúc. Mối thù mới giữa hai cặp đôi hoàng gia, Meghan Markle cướp phụ tá thân cận nhất của chị dâu kết, hoàng tử Harry Burr anh trai mình. Hai cặp đôi hoàng gia tiếp tục có những mâu thuẫn, xích mích mới trong quá trình tách biệt lựa chọn con đường riêng cho mình. Hai cặp đôi hoàng gia tiếp tục có những mâu thuẫn, xích mích mới trong quá trình tách biệt, lựa chọn con đường riêng cho mình. Bất kỳ cuộc chia tách nào cũng đều có nguyên do và đem đến những điều không vui. Tuy nhiên sự chia rẽ giữa hai cặp đôi hoàng gia anh lại trở nên phức tạp, dai dẳng hơn. Vào tháng trước, vợ chồng hoàng tử Harry, Meghan Markle đã chính thức rời khỏi tổ chức từ thiện Royal Foundation cùng chung với vợ chồng hoàng tử William, Kate. Theo trang Daily Mail, sự việc chưa dừng lại ở đó mà vợ chồng công tước xứ Sussex còn lôi kéo một trong những phụ tá đáng tin nhất của vợ chồng công tước xứ Cambridge về làm việc cho mình. Cô Natalie Campbell được biết đến là giám đốc sáng tạo và đổi mới của Royal Foundation. Người phụ nữ da màu này đã hình thành mối quan hệ với Meghan Markle khi cả hai làm việc chung với nhau trong dự án quảng bá cuốn sách nấu ăn của những người sống sót sau vụ cháy ở tháp Greenfell. Meghan Markle cũng chính là người đã viết tựa đề cho cuốn sách này. Chính vì vậy, sau khi vợ chồng Meghan Markle rời khỏi Royal Foundation, cặp đôi đã lên kế hoạch thành lập một tổ chức từ thiện của riêng mình. Natalie đã được lôi kéo về phía họ và sẽ là một trong những thành viên chủ chốt của quỹ từ thiện mới này. Theo Daily Mail, đó là sự mất mát rất lớn đối với vợ chồng công tước xứ Cambridge. Như vậy, điều này tiếp tục khiến cho mối quan hệ giữa hai cặp đôi hoàng gia ngày càng thêm rạn nứt. Một dấu hiệu căng thẳng khác giữa họ đã được người hâm mộ tinh ý nhận ra khi tài khoản Instagram của vợ chồng hoàng tử Harry Meghan chia sẻ và giới thiệu 15 tổ chức từ thiện về môi trường dành cho 8.8 triệu người theo dõi của họ nhưng lại không đề cập đến tổ chức từ thiện của William có tên là United for White. Thật không thể tin được, một trong những người bạn thân của vợ chồng hoàng tử William kết đã phải thốt lên khi chứng kiến sự thật phũ phàng. Rõ ràng hoàng tử Harry không muốn liên quan đến anh trai của mình nữa. Và đó là một tin không vui đối với người hâm mộ hoàng gia. Hoàng tử Harry tức tốc về Mỹ với Meghan ngay trong ngày sinh nhật của nữ hoàng loạt hành động sau tang lễ hoàng thân Philip gây thất vọng. Thay vì ở lại anh cùng nữ hoàng trải qua sinh nhật buồn nhất, hoàng tử Harry đã nhanh chóng bay về Mỹ với vợ con. Ngày 21 tháng 4, cánh săn tin chụp lại được hình ảnh hoàng tử Harry đã hạ cánh xuống sân bay Los Angeles, Mỹ và trở về nhà với vợ con. Cũng như chuyến bay đến Anh tuần trước, chuyến bay về lần này của Harry rất lặng lẽ và không được thông báo trước. Điều đó có nghĩa là lần về thăm nhà đầu tiên của Harry sau khủng hoảng Brexit đã kết thúc chóng vánh. Phóng viên chụp được hình Harry tại sân bay Mỹ và di chuyển về căn biệt thự tại Montecito. Ngày 21 tháng 4 cũng chính là ngày sinh nhật lần thứ 95 của Nữ hoàng Elizabeth. Đây là sinh nhật đầu tiên trong 73 năm bà không có người bạn đời, hoàng thân Philip bên cạnh. Trước đó, truyền thông Anh đã đưa ra dự đoán Harry, người cháu trai luôn được nữ hoàng yêu quý sẽ nán lại để cùng bà trải qua sinh nhật buồn nhất này. Tuy nhiên, Harry đã quyết định trở về Mỹ sớm với vợ và con trai Archie các thành viên khác của gia đình sẽ tề tựu bên cạnh nữ hoàng. Meghan Markle đang mang thai những tháng cuối của thai kỳ và dự sinh vào đầu mùa hè năm nay. Cũng vì lý do này mà cô không thể trở về anh cùng chồng để giữ tăng lễ hoàng thân Philip. Thay vào đó, nữ công tước đã gửi hoa và thư viếng viết tay. Chuyến về nhà để dự tăng lễ tiễn biệt ông nội của Harry vốn khiến dân chúng không khỏi tò mò. Nhiều người hy vọng đây sẽ là cơ hội để Harry có thể nói chuyện, hóa giải mâu thuẫn với người thân của mình. Nhất là sau cuộc phỏng vấn bom tấn gây bao sóng gió của nhà Sussex với Oprah Winfrey hồi đầu tháng 3. Tuy nhiên, công tước xứ Sussex đã kết thúc chuyến đi mà không có diễn biến nào cho thấy mâu thuẫn gia đình của hoàng gia Anh đã được giải quyết. Theo trang tin The Telegraph, Harry đã không có buổi nói chuyện thẳng thắn nào với cha mình, thái tử Charles cả trước và sau đám tang của hoàng thân Philip. Sau khi hạ cánh xuống Anh, Harry phải thực hiện cách ly theo quy định nên không thể gặp gỡ người khác. Nhưng ngay cả sau tang lễ Cả hai vẫn chưa ngồi xuống trao đổi như nhiều tin đồn trước đó. Thái tử Sussex được cho là rất tức giận với cuộc phỏng vấn một lần kể hết của vợ chồng Meghan. Vì liên lạc qua điện thoại không được bắt máy, Harry đã phải viết thư tay gửi cha trước khi tang lễ hoàng thân diễn ra. Trong tang lễ hoàng thân diễn ra vào ngày 17 tháng 4 vừa qua, Harry cùng anh trai William cũng đã được bắt gặp trò chuyện với nhau. Nhưng theo nguồn tin của truyền thông Anh, cả Harry William lẫn thái tử Sackley đều chưa sẵn sàng họp gia đình để gỡ rối những vấn đề liên quan đến vợ chồng nhà Sussex. Anh em William, Harry đã trò chuyện vài phút trong đám tang ông nội sau cả năm trời phủ đầy tin đồn mâu thuẫn. Dự kiến, hoàng tử Harry sẽ lại trở về quê nhà vào tháng 7 sắp tới để tham gia dự lễ khánh thành bức tượng công nương Diana nhân dịp 60 năm ngày rỗ của bà.